Hello anh em nhá, chào mừng cả anh em đã quay trở lại kênh mình nha. Ok thì hôm nay là thứ 5 của cuối tháng anh em ạ, thì bắt đầu là diễn ra cái trận vòng loại của đấu trường đỉnh cao lên server anh em nhá. Thì mùa này thì bên mình vẫn sẽ là đánh ở trong cái cụm server 192 thôi. Thì khả năng là mùa sau thì sẽ bắt đầu là ghép liên cụm mình em ạ. Thì không biết là sẽ ghép cùng với cái cụm server nào. Thì mình khả năng dự đoán cao là sẽ ghép chung với 191 hoặc là cả ba cụ là 190, 191 và 192 luôn. Chứ còn 193 thì mình nghĩ là cũng sẽ chưa ghép. Tại vì 193 thì bây giờ level vẫn đang thua bên 192 khá là xa. Ok, thì hôm nay thì cũng là cái ngày vừa mới kết thúc cooldown luôn anh em ạ. Thì bắt đầu lên điểm thứ 6 thì chút nữa xong đối chuẩn đỉnh cao thì mình sẽ bắt đầu bung người chiến của chuyển thứ 6 anh em nhé. Thì sau hôm nay thì sẽ bung lên được bao nhiêu. Mình dự định là đợi đến thứ 7 để lấy được cái quán quân, thì sẽ lấy được thêm hai cái mảnh, nói chung là hai cái bộ, hai cái món thần trang, thì sẽ là úp full được cái thành thần trang của chuyển sinh 7 luôn. Nhưng mà thôi chắc là cũng không đợi nữa, chú vẫn sẽ bùng xem có gì sẽ bùng ra hết luôn anh em nhé. Khả năng là lát nữa sẽ cán được ít nhất là cũng phải mốc khoảng 200 triệu chiến anh em. Mình nghĩ là cũng phải tầm khoảng đấy. Bây giờ đồ cũng chưa có cái gì để mặc. Này bot cũng chưa đi luôn đây này nha. Để mình mua full được trước đi. Đó. Những cái này là hôm qua là mình để lại để hôm nay lấy thêm điểm siêu nổ. Chứ không thì nó lại bị hôm qua chạy thì nó cũng bị maximum rồi, nó cũng hơi phí anh em. Khoảng 3.001. Không nhiều lắm anh em ạ. Nói chung là hôm nay thì đánh vòng loại thì cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Chủ yếu là mạng có phục khỏe không. Thì anh em nhớ là vào những cái trận đấu trường đỉnh cao như này thì anh em nên quay lại video anh em nhé. Mình có gặp Endless ở vòng này hết ta? À sẽ gặp ở trận 2 anh em ạ. Trận 2. Nhóm B này, em sai và bắp. Nói chung là nếu mà vào tới vòng trong rồi thì cái mạng nó có lắc hay không thì nó cũng còn đỡ một chút. Chứ còn riêng mà anh em đã đánh ở cái vòng loại mà anh em thua ngay từ cái trận đầu tiên thì ức chế lắm anh em. Gần như là anh em sẽ được rung đùi ngồi chơi và xem người ta đánh cả một cái toàn những cái trận đấu đấy phía sau, và cũng trả được cái phần thưởng là bao nhiêu cả. Nhưng mà vào cái vòng thứ 7 chung kết ấy, nếu lỡ mà cái trận đầu mà anh em có lắc thì anh em vẫn có cơ hội được đánh tranh hạng 3 ở cái trận tiếp theo, thì nó cũng còn gỡ gạc lại được một chút anh em. Chứ còn mà ngày hôm nay vòng loại mà lắc thì coi như là bó tay. Cái này nó không biết là chip của ai đây anh em này. Ngu. Đi kế bên thôi mà cũng bị cái này là bị cái vòng độc dưới chân của mình nó giết nha anh em.
muốn nói chung là phải gây một cái đam gì đấy lên người đối phương thì nó mới nghĩ là cái đối phương đấy là mục tiêu của mình thì nó mới đánh. Ok, đợi 5 phút nữa thì tiếp tục sẽ vô cái vòng thứ hai. Nhóm B. Không có ai rớt mạng các bạn. Mọi thứ đều là ổn. Dự đoán này anh em, dự đoán này thì anh em cứ kiếm cái kèo nào mà cái tỷ lệ thắng nó cao anh em dự đoán thôi, tại vì từ vòng 2 anh em cũng chỉ có dự đoán được có 2 lần thì cứ chọn cái kèo nào mà còn hên xui, biết đâu anh em mở được lốc hay lửa hay sao, đúng không? Còn nếu mà gặp các cái vòng mà anh em gọi là mình tự mình cổ vũ cho mình thì anh em dự đoán anh em lấy thêm động lực nếu gặp các cái trường hợp cơ cũng được, còn không thì chơi chắc này nhá. Cái đấu trường đỉnh cao này thì anh em để ý cái vòng bảng của nó ấy. Thông thường thì sẽ là cái top 1 và top 4 của đấu trường đỉnh cao sẽ ghép với nhau, và top 2, 3 thì sẽ ghép với nhau, 1 này, 4 này, đó, cùng một bảng anh em nhé. Đây bên này thì sẽ là Bắp và em Sai, thì cứ người đầu bảng và cuối bảng đấy, để chắc chắn là top 1 với top 2 thì sẽ vào trong kiểu như vậy anh em. Đây em nhìn ra bảng các bạn đó thì có phải đúng là 1 4 2 3 không? Ok, thì anh em mà muốn canh nghe hay là như là để gặp đối thủ như nào thì anh em có thể là dựa vào cái bảng đấy để anh em có thể căn cân đối nha. Ngày trước thì mình cũng có một cái bảng tổng hợp mà gọi là dự đoán được cái lịch ghép, gọi là cái ghép từ top 1 cho tới top 32. Thì anh em nào mà thích thì mình cũng có thể là tin book Zalo cho mình sẽ gửi cho anh em tham khảo thử cái bảng đấy, nhưng nó cũng chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, tại vì cái nguyên tắc ghép của nó thì nó cũng thi thoảng nó cũng sẽ có sự thay đổi một chút. Tưởng cắt được wifi đây thua anh các bạn. Ok, bây giờ sẽ vô thịt endless nha anh em. Endless hiện tại đang là top 5 hay top 6 gì đấy. Đâu nhỉ? Này chạy đi đâu? Tôi tự dưng là bị lắc hình không không nhìn thấy người anh em ạ.
có tắt người được nhỉ? Ở đâu thì đâu có ẩn đâu ta. Cái đấu trường ví dụ như là ngày xưa ở cái thời meta thủ ấy, thì khi mà anh em đánh mà không kết liễu của đối phương trong vòng 50 giây thì cứ tới cái giây cuối cùng, cái khi mà kết thúc thời gian mà bên nào nhiều máu hơn thì bên thắng. Ngày xưa có những cái trận đấu trường đỉnh cao của anh em những con quái vật tốt lục địa thì sẽ chơi cái kiểu gọi là đánh tới cuối cũng chết thì sẽ giật lùi bỏ qua một turn, sau đó thì bấm búp hồi máu đó, bấm cái bình máu hồi phục lên để ăn anh em ạ. Để lấy cái gọi là win về máu anh em. Không phải là hai ngày xưa mình nhớ là có cái thời đó là của bộ trưởng của Thanh Gia. Rồi sau thì tới cặp Sinen nữa. Toàn những quái vật đánh mà gọi là tới cái mức mà lên 9 trường vàng mà solo mà 10 phút mà không ai chết một mạng nào thì anh em biết cái thời meta thủ nó kinh khủng như nào. Nhưng mà khi mà tới cái thời meta xuyên, meta công rồi thì cái câu chuyện này khác hoàn toàn. Gần như những con nào chơi hệ thủ thì gần như là phải bỏ hết. Sau này thì thủ sẽ thủ bằng kỹ năng và hiệu ứng. Mình thấy có vẻ đang bị hơi bị lắc nha anh em. Server mình thì khá nhộn nhịp anh em ạ. Biết 11, biết 12 thì khá là nhiều. Top 2 thì cũng dí gần ngang bằng mình luôn. Này anh em cũng 170 triệu rồi, cũng khá là căng đấy anh em. Em sai thì kém một chút do là chưa có tài nguyên úp đồ nhiều. Server nhiều tốt thì nó tài nguyên nó cũng sẽ hơi cải thiện, hơi thiếu một chút anh em ạ. Ôi vãi, Dũng mở được cái lửa rồi. Nói chung là chơi đấu trường đỉnh cao thì run nhất là vào cái ngày thứ năm chứ không phải ngày thứ bảy anh em ạ. Ngày thứ bảy thì nó run hơn kiểu khác. Thông thường thì anh em quay clip lại thì cái tỷ lệ mà anh em kiện thắng ấy, khi mà anh em bị lắc ấy, thì nó sẽ dễ win hơn. Chứ còn nếu mà anh em không quay lại, anh em chỉ chụp hình anh em, hoặc anh em dựa vào những cái kết quả trận đánh ở trên đấu trường thường ấy, anh em gửi anh em yêu cầu nói với nhà phát hành họ xử lý để lấy lại cái top cho anh em thì tỷ lệ mà anh em ăn lấy lại được thì rất là khó, hoặc là có thì may chăng họ sẽ thưởng cho anh em một cái phần quà khích lệ hoặc là lấy lại được quà của top 3 thôi, chứ còn lấy được quà top 1 thì gần như là khó nhé. Cho đánh mấy kèo đây thì nó dễ quá nhỉ. Mấy cái đạt này yếu đánh không vào máu đâu. Mình không thể vào máu được đâu.
Cái này chết khả năng là do bị cái con gấu trúc của mình nó phản đam đấy anh em. Con gấu trúc thì nó sẽ có tỷ lệ phản đam 20%. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo view anh em ạ. Để tạm thời mình sẽ không đánh thì cho anh em vào xem. Mà viết tổ đánh với top 1 server mà đánh lâu thế. Ok thì bây giờ sẽ đợi đánh cái vòng trong nữa thôi. Kéo view lên cho nó đông đông nha anh em. Đây thì mình từ từ mình ra xem nào. Okay. Ô Phương Liên với Khang vẫn chưa xong à? Ô Phương Liên lại thua kìa. Này không biết là rớt mạng hay như thế nào đâu. Vương Liên thì đang là đê ca trí nên nhiều khi bắn vào bị phản là vật ngửa mà chết. Nhưng mà nếu mà chủ quan đứng như thế này thì cũng hơi căng nhỉ, nếu đối phương có thể win bằng máu. Nếu như mình và đối phương bị lắc như vậy thì mình sẽ không đánh, mình sẽ gọi con Berry ra cho nó vả và mình sẽ đứng im. Thì con Berry nó sẽ không có bị ăn bằng máu. Thì mình sẽ giữ cái việc mà ăn bằng HP thôi. Không nhìn gì cay cả đúng không? Là Vương Liên thua trận 2. Ok, bây giờ sẽ hẹn gặp lại anh em vào thứ bảy nha nhé. Xem bây giờ mở xem mấy cái dương quả dự đoán là xem. Ui nhát đầu tiên lấy được cái viên pha lê này. Giờ kiếm được viên lửa thì ngon. Chả lấy đâu rồi. Được viên pha lê ăn đủ tí cũng được anh em. Cái trận nãy nếu mà Vương treo thật thì Khang cũng biết đánh là win đấy anh em. Bét thì nó đánh không bị phản, không có phản vào người được anh em ạ. Người đánh thì sẽ bị phản. Cho nên gặp con đê ca trí mà chơi kiểu full phản đấy thì mình bắn ví dụ nó lên tỷ lệ phản 50%, anh em đánh hai cái thì mất hết cái phản của người rồi. Một chiến anh em lại yếu thì làm sao mà ăn được nó đúng không? Ô
Ok, mình xin phép kết thúc video đây anh em nhé. Và hẹn gặp lại anh em vào ngày thứ bảy của tuần này nha anh em. Thứ bảy tuần này sẽ là một cái trận chung kết khá hấp dẫn anh em ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau nhé.